Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Ta-da, yeah. Thì chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới của mình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào? Chúng ta sẽ tiếp tục chơi tiếp con map truy tìm TNT nha các bạn. Thì mình đã làm tập 1 rồi đó. Bạn nào đã xem tập 1 chưa? Bạn nào đã xem tập 1 thì hãy nhớ bình luận lại số 1 cho mình biết nha. Còn bạn nào mà chưa xem tập 1 á, hãy vào trong kênh của mình để xem tập 1 để ủng hộ cho mình nha anh em. Đó, thì cái mini game này mình sẽ giải thích cho những bạn nào mà chưa biết về cái mini game này. Đó chính là nhiệm vụ của chúng ta sẽ đi kiếm những quả TNT với bạn ơi. Đây, đây chính là những quả TNT nè. Đó, thì trong tập 1 thì mình đã vượt qua được rất là nhiều màn rồi. Nhưng mà có đến một màn mình không kiếm được quả TNT đâu hết. Cho nên là mình đã nhờ đến sự giúp đỡ của mấy bạn. Còn bây giờ mình đã biết được quả TNT đó đang ở đâu rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ gọi là tiếp tục phần chơi nha anh em. Rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào game nào. Rồi ok các bạn ơi, chúng ta đã đi đến được cái màn mà mình gọi là chưa vượt qua nè các bạn. Đó thì cái màn này là trong tập 1 là mình tới cái màn này xong là mình bí quá, mình không biết kiếm cái quả TNT chỗ nào. Cho nên là mình đã nhờ những bạn fan ở trên kênh của mình đã chỉ cho mình biết chỗ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm quả TNT nha các bạn. Chỗ này cái chỗ mà lần trước mình bỏ cuộc luôn nè. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha, tiếp tục ở phần 2 nha. Ok, đây. Đây, thì có nhiều bạn bảo mình rằng là anh ơi, quả TNT được giấu ở trong những cái cầu thang này nè, ở bên cái chỗ này nè anh. Đó, thì bây giờ mình sẽ kiếm nha. Đây, chỗ này coi coi, chỗ này không có các bạn ơi. Rồi, chỗ này coi. Chỗ này không có luôn, chỗ này. Chỗ này không có luôn. Rồi, còn chỗ này sao ta? Rồi, không có luôn các bạn ơi. Rồi, để mình kiếm qua bên đây nha. Rồi, bên đây coi. Không có nè, bên đây. Ôi, mình thấy có cái gì nè, có cái gì nè. Đâu, để mình kiếm coi. À, đúng rồi các bạn ơi, một quả TNT đang nằm ở trong cầu thang nè. Đó, người ta giấu trong cầu thang nè các bạn. Đó, có cái rương trong đây nè. Ôi, tính ra là không nhờ mấy bạn fan chỉ mình á là mình không biết kiếm ở đâu luôn á. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn mấy bạn, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Trời ơi, yêu bạn phải nồi luôn. Đó. À, thì hôm nay là mình đang bị bệnh các bạn ơi, cho nên là giọng của mình nghe nó hơi gọi là hơi khó chịu xíu, mong mấy bạn thông cảm cho mình nha. Thì mấy bạn cũng biết là dạo gần đây là trời đang rất là lạnh đúng không nào, mà Phong đi ra đường Phong lại không chịu mặc áo ấm á các bạn, cho nên là bây giờ Phong bị cảm mất tiêu rồi, Phong bị cảm rồi, cho nên là Phong đang bị nghẹt mũi sổ mũi luôn, cho nên là mong mấy bạn thông cảm cho Phong nha, giọng của Phong nghe hơi kỳ kỳ xíu nha mấy bạn. Rồi ok, mấy bạn nhớ là phải gọi là mặc áo ấm để cho nó không bị cảm giống Phong nha. Rồi đây, hình như là map tiếp theo là mình thấy là một con map gọi là thế giới bánh kẹo thì phải. Đây, ở đây chính là một cái bánh quy khổng lồ nè. Đó, một cái bánh quy khổng lồ các bạn ơi. Còn chỗ này là một cái cây kẹo gọi là hình cái móc ở bên nước ngoài mà mấy cái mùa Noel người ta hay dùng á. À, còn cái này thì mình đoán là một cái ly cà phê các bạn ơi, một ly cà phê hay một ly sữa gì đó. Rồi để mình leo vô coi. À, không thấy ta. Cái rương này ở đâu vậy? À, không thấy cái rương các bạn ơi. Trong đây không có cái rương rồi. Rồi coi coi, cái rương có được giấu ở trong cái bánh quy không ta, để xem coi. À, có giấu ở đây không ta? Ủa, không có cái rương trong đây luôn. Rồi để mình leo lên trên cao mình xem coi. Bây giờ mình sẽ bắt cua hai lóc leo lên. Hey, rồi. Trên đây cũng không có cái rương nào hết các bạn ơi. Rồi để mình nhảy qua đây coi. Ha. Ồ, bên đây cũng không có cái rương nào luôn, không thấy quả TNT đâu luôn. Ủa? Trong đây có không? Ủa, đây đây đây, mình thấy rồi nè, mình thấy rồi nè. À, có một cái rương trong đây các bạn ơi. Đây, một quả TNT. Trời ơi, quá dễ luôn. Rồi, để vượt qua màn nha. Trời ơi, Phong bị cảm bạn ơi. Trời ơi, thiệt luôn á. Đi ra đường không chịu mặc áo lạnh vô, không chịu mặc áo ấm vô, bây giờ bị cảm mất tiêu rồi. Nhưng mà cũng phải ráng quay video cho các bạn xem, không được mít clip, không được bỏ mất một ngày không ra clip. Rồi, rồi vượt qua màn tiếp theo nào. Tiếp theo tên là vườn cây. Rồi, vườn cây trong đây sẽ có gì đây? Đây đây đây, mình thấy có một cái rương nằm trên cây nè. Một cái rương nằm trên cây, được rồi, giờ mình sẽ leo lên. Leo lên cây không được à? Ủa sao leo không được ta? Thôi kệ, đứng dưới luôn đi. À, trong cái rương này. Ủa cái rương này sao không có TNT ta? Rồi để coi cái đằng sau cái cây coi, đằng sau cái cây cũng không có luôn. Đứng ở trên cao coi coi. Ui bên kia cũng có một cái rương kìa các bạn. À, bên đây cũng có một cái rương luôn. À ha, vậy mình chắc chắn là trong cái rương này là có rồi nè. Ủa không có luôn. Kìa. Ủa kìa, không có luôn các bạn ơi. Ủa ở đây là còn có cái rương nào nữa đâu? Bên đây có một cái rương nè, bên đây cũng có một cái rương. Còn cái cây bên đây có cái rương nào không? Ủa? Ê, khoan khoan, mình thấy có cái gì trong đây nữa bạn ơi. Để mình vô thử nha. À, có một cái rương trong đây nè. Trời ơi, người ta giấu các bạn ơi. Người ta giấu bằng cái lá cây nè, mình không thấy đâu luôn. Mình phải đi qua đây mình mới thấy. Trời ơi là trời, giấu gì kỹ vậy ta? À, một quả TNT. Rồi, có thêm TNT nữa rồi. Vượt qua màn tiếp theo nào. Bùm. Rồi, màn tiếp theo có tên là sa mạc. Ồ, sa mạc hả? Chỗ này nó có một cái giếng nè, coi trên nóc coi, người ta hay giấu trên nóc nè. Không có. Coi dưới giếng coi, coi dưới giếng có không. Dưới giếng có không có luôn. Ủa kỳ ta, giấu mà giấu rương, thường thường người ta giấu dưới giếng không à.
Không có hả? Ở đây có không ta? Trên này không có luôn. À, trên nóc nhà coi. Màn trước người ta giấu trên nóc nhà nè, trên nóc nhà có không? Không có trên nóc nhà luôn các bạn ơi. À, trời ơi. Ây, ôi trời, mình đụng trúng cây xương rồng rồi. Cây xương rồng đụng vô mất máu các bạn ơi. Ôi đụng vô mất máu coi chừng chết giờ. À, để xem coi. Để mình xem coi trong nhà có không nha. Cái rương trên đây. Ủa không có luôn. Rương này không có luôn. Rương này thì sao? Không có luôn. Ủa kỹ ta. Giấu gì kỹ vậy? Ồ, ở đây có một cái rương nè. À, giấu rương trên đầu ha. Vậy chắc chắn cái rương này có nè. Ủa, không có luôn. Ủa kỳ vậy? Có khi nào giấu ở đằng sau này không ta? Có khi nào người ta giấu ở đằng sau này không ta? Để coi coi. Không có bạn ơi, trong đây. Ồ, đây. Đây đây mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy có một cái rương bên trong đây không? À ha, mình thấy rồi nha, phát hiện rồi nha. Rồi. À, một quả TNT. Đó, có TNT rồi. Quá dễ, mình quá thông minh mấy bạn ơi. Trời, mấy bạn nào thấy Phong Cận thông minh á thì hãy để cho mình một like nha. Nhớ nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình nữa nha. Trời, mình quá thông minh mấy bạn ơi. Đó, rồi, vượt qua. Tiếp theo là màn có tên là nhà nhỏ. Nhà nhỏ hả? Nhà nhỏ là sao? Là một cái nhà nhỏ nhỏ hả? Ồ, ok, trong nhà có gì không? Trong nhà sao không có gì? Không có giường ngủ, không có gọi là bàn chế tạo, không có gọi là lò nướng gì hết vậy? Kỳ vậy? Ờ, bên đây còn có một cái giếng nữa nè. Trong cái giếng có không? Trong cái giếng có không có gì luôn mẹ ơi. Ủa kỳ vậy ta? Thường thường người ta giấu ở dưới giếng mà ta. Còn đây không có luôn. À hay trên đây có không? Trên đây có không? Ở trên đây không có luôn. Hay là trên nóc nhà ta? Trên nóc nhà cũng không có luôn. Vậy là ở đâu trời? À đây mình thấy rồi bạn ơi. À giấu ở trên đầu ha. Chơi kỳ ta. Chơi giấu trên đầu. Đây một quả TNT. À quá hợp lý. Ok. Vừa qua mẹ. Rồi. Màn tiếp theo là gì đây? Ui. Màn tiếp theo là lava mấy bạn ơi. Ủa mà lava thì làm sao mà vượt qua được? Ui, mình đứng trên lava nè. Ui mấy bạn ơi, mình đang đứng trên lava nè, mày thấy mình ghê không? Hình như là có lắp tàng hình mấy bạn ơi. À, có lắp tàng hình. À ok, hiểu rồi. Bây giờ nhảy theo lắp tàng hình qua bên kia chứ gì, dễ ẹt. Rồi để xem coi. Đây chỗ này có lắp tàng hình nè. Nhảy qua đây. Rồi. Rồi bên đây cũng có lắp tàng hình nè. Nhảy qua luôn. Rồi, trước mặt cũng có lắp tàng hình nè. Nhảy qua luôn. Chết rồi. Ôi mấy bạn ơi. Ê, chết rồi, mình quên lưu điểm hồi sinh rồi. Chết tôi rồi. 1 hour later. Hai mệt quá bạn ơi. Hồi nãy á mình quên lưu điểm hồi sinh cho nên bây giờ mình phải đi lại từ đầu nè. Mệt ghê luôn á trời. Đúng là nướp ơi là nướp luôn. Quên lưu điểm hồi sinh mới ghê chứ. Ôi, rồi ok. Đến màn này nè, chắc cũng sắp tới rồi. Vừa qua màn vườn cây nè. Mấy cái màn này mình vượt qua hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần đi bộ đến đó thôi nhưng mà xa quá. Ok rồi, tới rồi. Trời ơi mệt ghê luôn á. Rồi. Ok, màn lava nè. Bây giờ là phải vừa có cái lava này hả? Khoan, lưu điểm hồi sinh đã. Quên lưu điểm hồi sinh nè. Nhảy qua đây. Nhảy. Ok. Ôi trời, nó có bức tường mấy bạn ơi. Chết rồi, bên kia nó có một cái bức tường tàng hình mấy bạn ơi, không thể nào mà nhảy qua được. Trời ơi là trời. Ok, chỗ này có lắp tàng hình. A à, trời. Chết tôi. A. À. Rồi xong. Mấy bạn ơi, coi bộ là cái màn dung nham này không phải dễ đâu nha. Hơi bị khó đó. Mình phải thật là cẩn thận. Mình phải thật là cẩn thận mới được. Ok, nhảy qua đây. Rồi, nhảy qua đây. Rồi, nhảy qua đây. Rồi, nhảy qua đây. Ok, qua được rồi. Khoan, chỗ này là nó có một bức tường tàng hình nè. Để mình kiểm tra coi chỗ nào không có bức tường tàng hình. Để kiểm tra coi chỗ nào không có. Ôi mấy bạn, hình như mình thấy có cái ngôi sao bên kia kìa phải không? Bên kia hình như cái ngôi sao kìa phải không? Vậy là vừa qua màn này nữa là chúng ta chiến thắng rồi đó. Ok, cố lên. Rồi để xem coi. Chỗ này cũng không có gọi là tường tàng hình luôn. Ơi chỗ này cũng có tường tàng hình mấy bạn ơi. Chỗ nào cũng có tường tàng hình hết à. Ơi. Chỗ này không có nè, Ok, nhảy qua. Hey. Ôi qua được rồi. Ha. Ủa kìa. À, chết rồi. Rồi xong chết queo luôn. Ai, tức quá mà. Tức ơi tức. Không thể nào mà thua được. Nhảy qua. À rồi xong té nữa rồi. Ơi trời ơi là trời. Khó quá ta. Nhảy qua nè. Nhảy qua nữa. Nhảy qua tiếp. Rồi ok. Chỗ này là có một cái bức tường không có chỗ này là có một chỗ không có bức tường tàng hình nè. Đây chỗ này. Nhảy qua đây. Rồi ok. Rồi giờ mình sẽ đi bộ từ từ qua. Được chưa? Ui. Yeah, qua được rồi các bạn ơi. Yeah. Trời ơi, bạn thấy mình ghê không? Mình vượt qua được rồi đó. Ok, qua được rồi. Rồi, có cái rương coi. Đây, một quả TNT. Rồi, đặt vào đây.
Bùm. Ngôi sao kìa mấy bạn ơi. Yeah, vượt qua được rồi. Ngôi sao nè, trời ơi. Queen rồi mấy bạn ơi. Ủa mà sao trong đây nó Queen mà không có gọi là pháo hoa hay gì chúc mừng hết vậy? Có mỗi ngôi sao vậy? Thôi kệ, nói chung là cái map này hay là hay luôn. Ủa mấy bạn ơi, vậy là mình đã vượt qua được cái màn gọi là khó khăn nhất trong cái map này rồi. Và mình đã kiếm được ngôi sao để chiến thắng rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy mình ghê không nào? Nếu những bạn nào thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero đó nha. Và một lần nữa mình cảm ơn mấy bạn đã chỉ cho mình cách để có thể kiếm được những cái quả TNT nha. Cảm ơn mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Cảm ơn. Ok, bây giờ mình ăn sao mình chiến thắng đây. Hey. Yeah, chiến thắng rồi. Ok, và cảm ơn anh em nha. Ok, bye bye. Yêu anh em phải nồi. Đừng quên là đăng ký ủng hộ cho mình lên 1 triệu sub nha anh em. Bye bye.